VNKPC là nơi chứa đựng rất nhiều tựa game hay. Đăng nhập vào địa chỉ www.vn-gamepc.com để tải những tựa game mà anh em thích và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Yeah, ok, hello game. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và lâu lắm rồi thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến, không phải là đến mà là quay trở lại với chuyên mục hôm nay xem gì. Và anh như em biết ấy, thì đang ở Hà Nội, bây giờ đang lạnh vãi nồi luôn, tầm 15 hay 16 độ thôi, rất là lạnh. Nên là mình quyết định là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem cái gì đó vui vui để xua tan đi cái lạnh anh em ạ. Và trong chuyên mục hôm nay xem gì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái cảnh parkour fail, là những cái cảnh này chắc chắn nó sẽ rất là vui luôn. Và ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Ok, đoạn đầu nó đã rất buồn cười nhưng mà mình thề mình phải xem lại cảnh này, nghe được không? Kiểu đây đây, chúng ta sẽ cùng nhau chỉnh, mình sẽ thử chỉnh ở cái tốc độ là 0.5 nhé. Đấy, mình sẽ xem lại từ đầu này hả? Thái bắt đầu nhảy rất là nhanh. Ấy ấy. Ok. Cái pha đầu tiên là phải chỉnh chậm như thế để chúng ta cảm nhận được cái độ thốn, kiểu độ thốn từ dip lên đấy. Rồi, pha thứ hai. Dập mũi luôn các em ạ. Wow. Kiểu mấy thằng này là mấy thằng nốp đấy, nó mới tập chơi ấy anh em ạ. Thề luôn là mấy cái vụ này rất nhiều pha là nó rất là hài, kiểu đau ngã vỡ mặt các thứ. Thằng này là vẫn còn nhẹ anh em ạ. Ok, xem tiếp này. Thằng kia là hỏng cả cây người ta rồi. Thằng béo. Nguy hiểm vãi. Thằng này làm gì đấy? Oh shit. Rồi sao? Có sao đâu? Thằng này làm gì đấy? Rồi sao? Ai cũng biết. Đầu tiên mình tưởng là sẽ có một pha kiểu thuần thánh các thứ nhưng mà cuối cùng thì nó lại là nhìn mặt thanh niên là đủ hiểu rồi, vêu mồm các bạn. Rồi. Mẹ. Chị luôn anh em ạ, mình thề là sau cái vụ này thằng này chắc không biết là chị nội hay là chị ngoại, nhưng mà mình thề là bị chị lòi cả ra ngoài luôn đấy. Cười à, áo đỏ cáp pe. Ồ, ghê vồn. Giật cả người lên ạ. Ghê phết nhỉ. Tưởng nào. Người ta đấy gọi đây gọi là vừa là parkour fail còn vừa là xoạc fail anh em ạ. Xoạc ấy, xoạc không thành công. Lại là áo đỏ cà ve nhá, đúng rồi, mình để ý là mình mình để ý là rất nhiều thằng áo đỏ cà ve hay fail nhá. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. No way. Ghê vồn. Wow. Đây, rơi đâu rồi? Vãi cả trời. Gì đây? What the fuck? Kinh quá nhỉ? Kinh ấy. Kinh ấy. Rồi. Cái kéo gì đây? What the fuck? Anh ra đèn. Ghê vãi. Phát này thì ghê tởm thật. Rồi, anh này là kiểu độn thổ anh em ạ. Kiểu định học độn thổ nhưng mà không thành công.
bitch, are you recording? Ok. Are you recording me? You're in my way. Ok. Em right, I'm recording. Dâu hơi dài đấy nhé. Cạo dâu đi em. Yeah, go. Được cái trông tóc để yeah, khá là lãng tử. Yeah, recording, go. Ê chạy. Dude, you okay? Đương nhiên là không ok rồi. Dead. King Bone. Ô, sao mấy thằng này nó thích mặc quần. Bay cả trưởng ạ, quả đấy nó lướt đi như một con gió ấy. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha vừa nãy. Bạn đâu? Ôi, thằng này vừa rồi. Vừa cục đầu à? Fuck. Đây là áo đỏ cà phê. Với là áo đỏ rất là hài. Ê. Ê, wow. Quả đấy mà thành công thì ghê. Đấy là áo đỏ này. Rồi. Blue. Nguy hiểm hơn. Wow. Fuck. Fuck man, hit the ball. Wow, đi trên này xuống luôn á. Wow. Wow. Vêu đầu. Oh. Oh tường. Ấy cả rồi ạ. Anh em nhìn thấy không quỷ này? Ấy tường thủng á. Tường nó rỗng à? Mình tưởng tường mấy cái tường này phải là tường đặc chứ. Wow, ghê. Ghê cơm. Ê. Rồi sao đây, mấy cái vụ này đó không có gì đặc sắc đâu nên là mình cũng chả biết nói gì cả. À. Anh da đen. Ô, cái đấy hay nhỉ, cái bàn nó kiểu nó bước đi rất ngầu anh em ạ. Rồi, xem lại phát. Rồi, đây. Sao? Kiểu bước đi đập đầu và rất ngại nên kiểu bước đi không sao mũi. Bước đi rất là ngầu luôn. Mấy phát này bình thường. Nát đầu ý, nó không phải đùa. Cái gì đây? Wow! Yes! Mấy thanh niên. Tí gãy chân. Kevin. Đấy là sao? Anh béo, anh béo. Đây. Ai nồi. Mấy cái pha mình thề là có mấy cái thằng một cười được thẳng không đi đã phải cố tình phải bắt nhảy nhót đúng không? Phải cố tình nhảy nhót để thể hiện mình là giống như là tạo ra một cái đẳng cấp mới ấy. Đấy. Cái một cái kiểu như vậy. Đó. Ok và video này mình sẽ kết thúc đến thôi vì dù sao thì cái video Paco Fail này nó đã hết rồi.
Và nếu như em thấy thích đó thì đừng quên để làm một like để ủng hộ mình. Và nếu như em thấy có cái gì đó hay hay ấy, thì cũng đừng quên là góp ý hoặc là comment ở bên dưới cái video này để mình có thể làm tiếp những cái video ở trong cái chủ đề là hôm nay xem gì. Và nếu như em thích nó thì đừng quên để làm một like để ủng hộ mình nhá. Và hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để giúp mình đạt được 200.000 người đăng ký. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Yes.